quý cô chú anh chị, hôm nay túi doanh nghiệp Cần Thơ em lại tiếp tục lên những cái túi nam nữ mới về cho quý cô chú anh chị ha. Thì bên em bán túi da chủ yếu là hàng túi si, độ mới đảm bảo 80% và là da thật nha. Bên em sẽ đo trực tiếp kích thước trên video, cho nên quý cô chú anh chị mình có thể thích mã nào thì mình lên giùm em cái mã sản phẩm gồm 4 chữ số và mình gọi giùm em cái số điện thoại là 0973952507 nha. Bên em thì bán túi si cho nên độ mới chỉ đảm bảo 80% và quý cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng trước khi nhận cũng như là mình có thể feedback lại giùm em. Thì bán túi si cho nên là mình chuyển khoản trước thì bên em sẽ reship và chỉ đảm bảo độ mới là 80% thôi nha quý cô chú anh chị ha, toàn bộ là da thật, nếu không phải da thật thì bên em sẽ báo ạ. Rồi ở đầu video ngày hôm nay sẽ là danh sách các cái túi nữ mới vừa về. Bên em là lên sóng vào lúc 12 giờ và 19 giờ hàng ngày nha quý cô chú anh chị nha, theo cái kênh cố định để mình có thể dễ dàng theo dõi ạ. Rồi ở đầu danh sách ngày hôm nay là những cái chiếc túi nữ mới vừa về. Rồi em sẽ đi trực tiếp từng cái chiếc túi nha. Rất là nhiều hàng nam nữ có luôn, xách tay có, đeo chéo có, cặp laptop nam, chéo nam gì đó vân vân, rất là nhiều nha quý cô chú anh chị ha. Đầu tiên ở đầu danh sách sản phẩm là một cái chiếc túi da vôi với mẫu phom trống, ngang của nó là 30 và cao lên tầm khoảng 20 nha quý cô chú anh chị ha. Da vôi cho nên mình thấy cái sới da ở đây nè, độ mới của sợi da rất là cao và lại là da màu đỏ nha quý cô chú anh chị ha. Lâu lâu thì em mới gặp được một cái chiếc da vôi với cái màu như thế này rất là đẹp. Hàng thương hiệu nó dập ở đây. Khoen khóa chiếc túi mình nhìn cái khoen là mình biết rồi ha. Cái khoen nó rất là sáng bóng và nó đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Đây, chỗ này nó sáng bóng, nó đẹp như thế này luôn. Nó còn cái tát. Cái tát nó mất tiêu cái tát đây. Rồi ở đây là mình sẽ có phối giữa hai màu đỏ và nâu, hai cái màu gọi là phối với nhau rất là đẹp luôn. Ở phía dưới là da bò, quai sách là da bò. Có những cái đường này là da bò, còn lại những cái này là da vôi nha quý cô chú anh chị ha. Mẫu phom trống rất là dễ xài. Ở đây nó dập cái thương hiệu trên cái phần khóa nè, Boss. Cái hình nó con chim cái cục gì đó. Bên trong cái thương hiệu nó dập ở đây, Made in Australia giùm em nha. Made in Australia. Trời ơi, rất là chất và bên trong lót và lót vải giùm em nha quý cô chú anh chị. Độ mới khá là cao. Mẫu phom trống cho nên mình đựng được khá là nhiều đồ nè. Rồi độ mới thì vẫn đảm bảo là 80%, góc cạnh ok, hàng thương hiệu nha quý cô chú anh chị ha. Quá đẹp luôn. Em bán giá 690, lên giùm em mã 7050. 7050 690 7050 690.000. Rồi em qua mã. Em có một cái chéo dành cho nam, thương hiệu Cos. Thường những cái chiếc mẫu Cos thì những cái đợt hàng sau này á, em có về cặp mẫu Cos, du lịch mẫu Cos và hiện tại em chỉ có một chiếc đeo chéo là Cos dành cho các anh nam thôi nha. Thương hiệu nó dập ở đây, Cos New York. Ngang của nó là 28, cao lên là 27, mẫu hơi vuông vuông nha quý cô chú anh chị ha. Và nó phối giữa hai màu là màu đen và cái nách này là màu xanh dương. Phối màu rất là sang luôn và các anh mình khó mà tìm ra được những cái mẫu chéo mà đeo chéo như thế này mà thương hiệu Cos nha quý cô chú anh chị ha. Dây của nó sẽ là tăng đưa độ dài được là dây vải nha. Trời ơi, nhìn cái phần da của Cos là ghiền luôn nha quý cô chú anh chị ha. Đó, mình thấy cái sới da nó rất là dày dặn luôn. Và ở đây nó dập cái thương hiệu Cos New York giùm em nè. Bên trong mình mở ra thì lót là lót vải giùm em nha. Có một ngăn có khóa kéo, ở đây nó có cái thương hiệu của Cos này ha quý cô chú anh chị nha. Nó có những ngăn nhỏ nhỏ, ở đây nó có một ngăn có khóa kéo. Toàn bộ những cái khoen của nó đều dập bộ nhận dạng thương hiệu Cos hết giùm em luôn. Đây. Cos ha. Rồi ở đây chỗ này nè, bộ nhận dạng thương hiệu của những cái thương hiệu lớn á, thường nó sẽ dập ở đây Cos. Riêng cái ngăn chính nó có một ngăn khóa kéo, nhưng mà cái ngăn chính vậy nè, mình không có khóa kéo. Mình sẽ để đồ vào những cái ngăn khóa kéo nhỏ bên trong giùm em nha. Nó có một cái tab Cos kèm thêm một cái charm. Khó mà tìm một cái đeo chéo mã Cos như thế này nha. Độ mới khá là cao, chất da của Cos thì mình khỏi phải chê rồi. Thường những hàng Cos thì mình cầm trên tay là chất da nó quá đẹp. Rồi chiếc này em bán nhiêu đây? 750. Lên giùm em mã là 6727. 6727 750. Đeo chéo nam, thương hiệu Cos. Hôm nay em có khá là nhiều thương hiệu nha quý cô chú anh chị ha. Một chiếc đeo chéo Cos dành cho các anh nam nè. Rồi em có một cái đeo chéo cái form cả sọc giống y hệt như thương hiệu Das, nhưng mà nó là thương hiệu Porto chứ không phải là Das nha. Một cái đeo chéo mà cái vải sọc y hệt như là cái thương hiệu Das luôn luôn, mà nó không phải thương hiệu Das luôn luôn. Ngang là 24, cao lên là 20. Mình sẽ là đeo chéo vuông như thế này nha quý cô chú anh chị ha. Dây hiện tại mình có thể tự tăng đưa độ dài được, đeo chéo, đeo vai gì đó, hiện tại đang là đeo vai. Quý cô chú anh chị mình thay đổi kích thước độ dài của cái dây để mình lên đeo chéo giùm em. Dây là dây da,
toàn bộ những cái phần màu nâu này là da. Đây là cái chất hình vát nha, thương hiệu nó dập ở đây, khoen khoáng màu trắng giùm em. Nó những cái form đeo chéo màu vuông vuông cỡ kích cỡ như thế này mình rất là dễ xài. Nó góc cạnh khá là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Ở đây mình sẽ mở ra, có một cái ngăn phụ bên trong lớp vải, ngăn chính có khóa kéo như thế này giùm em. Mình nhìn cái ở bên trong nó không có va vấp gì thời gian nha quý cô chú anh chị ha. Ở đây nó có một cái ngăn lớp vải sạch đẹp giùm em hết. Và phần quan trọng nhất là cái ngăn chính của mình có khóa kéo. Đó, độ mới chiếc túi form dáng rất là đẹp luôn. Những cái form chữ nhật như thế này dễ xài nha quý cô chú anh chị nha. Rồi, em lên mã nè. Chiếc này nên lấy nha. Đó, cái form dáng rất là đẹp. Em bán 290 quá rẻ. Lên giùm em mã là 7047. 7047290. 7047. Rồi, em qua mã. Hôm nay khá là nhiều đeo chéo nhỏ nhỏ dành cho các chị nè. Một cái chiếc màu hồng. Chị nào đang cần tìm một cái mini đựng vừa điện thoại để đi cà phê cà pháo thì lấy ngay chiếc này. Màu hồng khá là xinh. Kích thước nó nhỏ thôi. Ngang là 18. Cao lên là 14. Ngang 18 mình đựng được ví tiền. Mà ví tiền loại dài thì mình làm ví tiền mỏng giùm em ha. Không thì điện thoại vô tư nha. Ở đây nó có dập cái thương hiệu của hãng bên trong lớp vải. Ngăn chính thì nó không có khóa kéo, riêng nó sẽ có gặp lại như thế này thông qua một cái nắp nha. Ở đây cái logo của hãng, độ mới 80%, form dáng khá là xinh, nhỏ gọn vậy thôi. Dây của nó sẽ là kim loại màu vàng phối với phần da giùm em. Dây hiện tại là đang là dây đeo chéo nha, mình có thể tăng đưa độ dài bằng cách là mình bắt chéo cái dây này lại nè để mình có thể làm mã xách tay cũng được nha. Xách tay đeo vai đó, mình rút gọn cái dây này lại, thường những cái dây này rất là dễ xài. Còn không thì quý cô chú anh chị mình cứ gấp như thế này, mình làm dạng cờ lết cầm tay cũng được nha. Đó, mình đưa cái sợi dây vào bên trong như thế này giùm em để mình làm lết cầm tay. Đó, đơn giản nhẹ nhàng, hoặc là mình xách như thế này thôi. Em bán giá 250, lên giùm em mã là 7046. 7046. Một chiếc đeo chéo đeo vai cờ lết cầm tay màu hồng nhỏ gọn đi cà phê cà pháo nha. 250 thôi, da thật 7046 giùm em. Rồi em qua mã nè. Dây hiện tại đang là đeo vai đeo chéo gì đó. Đó, đang hiện tại đây là một bên vai nè, rất là xinh. Em qua mã. Hết màu hồng thì bây giờ mình sẽ có một cái chiếc đeo chéo màu xanh lá mạ nha. Ôi chiếc này rất là nổi luôn, mình phối đồ rất là xinh luôn nè. Chiếc này đeo chéo nhỏ gọn, đựng được ví tiền dài là chắc chắn rồi. Ngang của nó là 24, cao lên là 18 giùm em. Chất da thật giùm em nha. Độ mới khoảng 80%, nhưng mà nó là da thật. Dây của nó sẽ là da phối với kim loại màu vàng mờ giùm em nha. Ở phía sau nó có một cái ngăn, mình làm dạng lết cầm tay được luôn. Nó bên trong lót vải và nó kèm theo những cái phần hạt kim loại màu vàng mờ giùm em ha. Nó sẽ là Zylstoder, thương hiệu của nó. Rồi mình đang là đeo chéo, đeo vai gì đó cũng khá là xinh. Vậy đây là ngăn chính của nó đây, dập thương hiệu đây. Khá là đơn giản, nhẹ nhàng nha. Màu xanh lá mạ. Chú non á, quý cô chú anh chị ha. Lên giùm em mã 7023. 297023. Quá đẹp cái màu này, rất là đẹp luôn. Rồi em qua mã. Một chiếc đeo chéo hiệu Rinoma. Đeo vai thôi. Hiệu Rinoma. Rồi em qua một mã mới nha. Một cái xách tay dành cho các chị nữ mà cái form hơi ngang một tí xíu. Cao lên là ngang là 29. Cao lên là tầm khoảng 15 nha quý cô chú anh chị ha. Chất da thật khá là mềm. Mình đẹp nhất là cái phần khoen cũng như cái phần khóa cái nắp nè, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Chiếc này là đeo vai thôi chứ mình không có đeo chéo được đâu. Khoen khóa nó màu vàng đậm sáng bóng như thế này. Chất da nó rất là mềm. Hàng thương hiệu Rinoma Paris. Nó dập cái thương hiệu nè. Ở phía sau nó dập cái thương hiệu Rinoma Paris nha. Một cái thương hiệu khá nổi tiếng của Pháp. Nó sẽ làm những cái họa tiết đường chỉ màu đen kẽ, rất là xinh luôn. Họa tiết rất là, gọi là sao ta, rất là thời trang ha. Ở đây nó sẽ là cái phần giống như là phần kim loại phối với cái phần giống như mảnh não hay nhựa gì đó em cũng không rõ nữa. Nó khá là đẹp, mình xoay ngang vậy ha để mình mở ra. Bên trong thì nó sẽ có một cái ngăn có khóa kéo nhỏ nè, dập cái thương hiệu Rinoma Paris. Lót là lót vải dập thương hiệu của hãng. Có một ngăn có khóa kéo nhỏ thôi, chứ mình cái nắp thì mình không có khóa kéo, mình chỉ đậy lại thông qua cái nắp về nha quý cô chú anh chị ha.
cái form nó nghiêng về chiều ngang cho nên sách nó rất là sang luôn. Góc cạnh của nó khá là ok và hàng thương hiệu nổi tiếng Rinoma của Pháp nha. Đó, lần đầu tiên em cầm được cái chiếc Rinoma mà cái chất da nó mới mà cái form kiểu dáng như vậy. Lên mã giùm em nè, em bán 590, lên giùm em mã 7051, 7051, 590. Rất là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Rồi em qua một cái đeo chéo da miếng cho mình nè. Hôm nay khá là nhiều cái đeo chéo nhỏ nhỏ cho các chị đây. Đeo chéo da miếng mà cái form nó hình chữ nhật, đựng được ví tiền dài điện thoại nha. Form nhỏ gọn thôi, ngang tầm khoảng 25, chiều cao nhỏ thôi khoảng 11-12 nha. Mà phần da nguyên miếng nó như thế này, nó nhìn rất là xinh. Toàn bộ là phần dây cũng nó cũng là dây nguyên miếng luôn, dây đeo chéo nguyên miếng nha. Có thể tăng đưa độ dài được, hiện tại nó đang tăng đưa đến hết mức có thể maximum luôn nè. Đó, ở đây nó có một cái test da cho mình. Trời ơi, cái miếng da nó dày nha quý cô chú anh chị ha. Mình mở ra như vậy, nguyên một cái miếng da nó cắt ra quá dày dày dặn luôn. Rồi giờ ngăn chính mình có khóa kéo. Bên trong nó sẽ là lót vải sạch đẹp, có một ngăn có khóa kéo nhỏ nha. Nó dập cái thương hiệu của mi gì đó. Thương hiệu gì em cũng không đọc được nữa. Nhưng mà nó là cái chất da nó là da nguyên miếng luôn. Quá trời đẹp luôn. Đeo chéo, đeo vai gì đó tùy mình tùy chỉnh. Dây là nguyên miếng da. Rất là xinh luôn, độ mới khá là cao. Mình nhìn cái chất da của nó nha quý chú anh chị ha, mềm và mới luôn. Đó. Góc cạnh của nó khá ok, em bán 290, lên giùm em mã là 7024. 7024 290. Một cái đeo chéo tiếp theo. Nó dập cái thương hiệu của Gucci. Mà em bán là hàng bán túi da thật thôi, không bán thương hiệu. Rồi chiếc này thì cũng nhỏ gọn cho mình, màu đen nha. Ngang của nó tầm khoảng 25, chiều cao lên tầm khoảng 13 nha quý cô chú anh chị ha. Đây nó dập cái thương hiệu, em bán da thật, cái chất da của nó khá là mềm. Form dáng nó có một cái miếng tét da kèm theo một cái dây đeo chéo của nó, là dây có thể tăng đưa độ dài được nha. Khoan khóa nó sáng bóng như thế này. Mình có thể làm chéo hoặc mình làm lết cầm tay, đựng được ví tiền dài điện thoại. Tất cả những khoan khóa của nó màu vàng đồng giùm em. Bên trong nó có một cái lót da, ủa lót vải nha. Đây, khoan khóa sáng bóng lót vải giùm em nè. Có khá là nhiều ngăn, có một miếng tét da, hai ngăn có khóa kéo, hai ngăn nhỏ bên đây nữa, lót vải sạch đẹp nè. Một chiếc túi nhỏ gọn mà khá là đa năng. Rồi, lên mã giùm em chiếc này. Nhẹ nhàng nha, 290, lên giùm em mã 7038. 7038 em qua mã. 7038. Sẵn đeo chéo thì em sẽ có một cái chiếc nhỏ nhỏ gọn, nhưng mà chiếc này đeo vai thôi, màu bò. Đó, cái đây bên đây cái là mặt chính của nó nè. Màu bò nha quý cô chú anh chị. Ngang nó nhỏ gọn tầm khoảng 22 và chiều cao lên là 16 giùm em nè. Mình sẽ là da màu bò. Góc cạnh của nó toàn bộ là da thật hết giùm em. Ở đây nó là chỗ này chỉ là quả tiết thôi, không có mở ra được nha, quả tiết dây kéo. Ở phía ngoài đây nó có một ngăn, ngăn chính nó có khóa kéo giùm em đây. Bên trong có miếng tét da, dập cái thương hiệu, có một ngăn có khóa kéo. Lót là lót nhung màu nâu nha quý vị, màu xám ha, lót là lót nhung màu xám. Dây của nó sẽ là đeo vai như thế này. Dây màu vàng đồng, da phối với kim loại giùm em. Một cái form dáng khá là xinh nha quý cô chú anh chị ha. Nó em bán giá ngày hôm nay sẽ là 320, lên giùm em mã 7021. 320 7021. Rồi em qua mã. Một chiếc sắp to đeo vai hàng của Conner. Cái form đó là cứng form như thế này nha quý cô chú anh chị ha. Mẫu nó dạng là đi công sở, dạng form hộp, cứng form. Ngang cái phần miệng của nó là 25, ngang phần đáy cao hơn tí, to hơn tí xíu khoảng 30, chiều cao lên là 20cm dùm em nè. Mình sẽ là có một cái sợi dây đeo vai dùm em đây ha, không có tăng đưa độ dài được nha. Một cái jam, nó dập cái thương hiệu Conner. Khoan khóa chỗ này quá trời xinh luôn, màu vàng đồng ống ánh và phủ lên một lớp chống oxy hóa màu đen. Rồi ở đây nó dập cái thương hiệu và cái chất da của nó cứng form với phần đáy nha, nó rất là mới luôn. Ở dưới đáy thì nó phủ một lớp gọi là bóng, cho nên tạo điểm nhấn cho phần đáy túi. Ở phía sau đây nó có một cái ngăn dập thương hiệu của hãng và ngăn chính của nó đây. Bên trong lót vải dập hiệu hãng có một ngăn có khóa kéo nha quý cô chú anh chị ha. Lót vải màu đen khá là xinh. Cái form này mình đeo vai đi công sở hoặc là đi tiệc khá ok nè. Rồi lên mã giùm em. Em bán giá 450, lên giùm em mã 6809. 6809 450. 6809. Một cái xách tay hộp. Xách tay hộp mẫu form chữ nhật.
hôm nay khá là nhiều đeo chéo và xách tay. Ngang của túi là tầm khoảng 25 và chiều cao lên tầm khoảng 17 giùm em ha. Cũng là đeo vai luôn, khoen khoác màu trắng sáng bóng như thế này. Ở đây nó sẽ có một cái phần kim loại dập cái thương hiệu. Đó, chất da nó cái form nó cứng form hộp như thế này nha, cho nên mình để về luôn. Không cần độn form, không cần để đồ, nó vẫn để ở phía dưới, nó có hai cái chốt kim loại nè. Bên hông nó sẽ có hai cái ngăn phụ có nút khít 500 và một ngăn chính có khóa kéo. Đó, mình nhìn ha, một ngăn chính có khóa kéo vậy. Rồi, tất cả những cái đồ nào mình cần sợ rớt mình để vào trong đây, còn lại thì các anh chị mình có thể để cái nút khít 500. Nó khá là gọn gàng. Phía sau đây nó có thêm một cái ngăn nữa, khoen khóa thì nói chung nó khá là ok. Phụ kiện đồ đầy đủ. Em bán 390 lên giùm em ở 6768. 6768 390. 6768. Rồi em qua mã. Một chiếc cũng là xách tay hàng thương hiệu Ellie. Cái màu của nó quát rất là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Cái màu quát đậm nhạt nè, hàng của Ellie Home. Form chữ nhật, ngang của nó là 30. Cao lên 15. Thường á mình sẽ thấy những cái chiếc túi mà form chữ nhật nó là chuẩn nha quý cô chú anh chị ha, thì bề ngang nó sẽ gấp đôi cái bề cao lên. Có nghĩa là ngang sẽ gấp đôi phần rộng thì nó sẽ ra được cái hình chữ nhật chuẩn nha. Thì ở đây cao lên 15 và ngang là 30, có nghĩa là hình chữ nhật chuẩn hàng thường, hàng thương hiệu nó sẽ vậy. Ở đây nó dập trên cái miếng da da thật nha, nó phủ một lớp bóng tạo cái điểm nhấn là cái phần da bóng và watch watch màu nha quý cô chú anh chị ha. Cái màu mình cảm thấy là nó hơi watch trên đây, nó đậm hơn tí xíu nè. Dập cái thương hiệu Ellie Home. Phần quai của nó là dây đôi và cũng là dây jean gắn liền, cái màu y hệt như màu thân túi luôn. Nó cái form của nó form hộp vậy nha. Nó mình nhìn dưới đáy gọi là rất là chất luôn. Và ở đây nó sẽ có cái phần khoen rất là xinh nha. Khi mà mình để đồ mình sẽ nhấn xuống như thế này thì nó sẽ kẹp lại. Khi mà mình mở ra nó có những ngăn nhỏ nhỏ ở đây, nó dập cái thương hiệu Ellie Home và lót là dập hiệu hãng phần lót vải nha. Những ngăn nhỏ nhỏ rất là nhẹ, khá là xinh. Wow, những cái chiếc túi như thế này mình đi tiệc được luôn nha, độ mới khá là cao. Em bán 490 hôm nay với mức giá cho quý cô chú anh chị là 400, lên giùm em mã 6769. 6769 hôm nay là 400. 6769. Rồi em được phép ghi lại ha, 6769 400. Quá đẹp. Rồi em qua mã, một chiếc xách tay vừa đeo chéo, mẫu da rất là mềm. Chiếc này mình có cái kích thước ngang là 30, ngang phần đáy to hơn tí xíu khoảng 33 và chiều cao lên tầm khoảng 22 nha quý cô chú anh chị ha. Mình có thể xách tay hoặc là có dây đeo chéo nguyên bản của túi luôn. Đó, những chiếc này thì cái da của nó và cái màu này quá trời xinh luôn, màu xanh gọi là xanh lá nè, xanh lá đậm ha. Đây nó có hai cái ngăn. Đây, nút khít 500 bên trong lót vải dập thương hiệu của Samsung. Wow, một cái hàng thương hiệu Samsung nha quý cô chú anh chị nha, dập thương hiệu của hãng Samsung nè. Rồi ở phía sau đây có một cái ngăn có khóa kéo nữa. Hai cái ngăn hai bên, nó làm cái ngăn điểm hai bên nha. Và ngăn chính có khóa kéo. Bên trong dập thương hiệu Samsung. Đây nó có một cái thương hiệu trên cái miếng da là Samsung nè. Có những cái ngăn nhỏ nhỏ bên trong. Vừa đầy đủ phụ kiện xách tay, đeo chéo. Rồi, vừa rất là nhiều ngăn. Chất da thì hàng thương hiệu, chất da này nó còn khá là mới, độ mới trên 85% nha. Nó hàng thương hiệu Samsung. Mình lấy ngay chiếc này, khoen khóa nó là đồng cổ luôn, rất là chắc chắn. Em bán 320 lên giùm em mã là 7037. 7037, cái màu xanh rất là chất luôn. 7037. Rồi em qua mã nè. Em có một cái chiếc gọi là mini nhỏ gọn cho mình. Rồi một chiếc mini màu đỏ. Cái này form nó hơi rộng, hơi nhiều, hơi to. Đó. Form nó dày mới đẹp đẹp nè. Một chiếc mini xách tay. Ngang của mini xách tay này là 20. Đó, 20 ha. Cao lên tầm khoảng 15. Mình sẽ xách tay thông qua dây đôi như thế này. Là da thật toàn bộ nha, rất là nhẹ, dạng tò te ha quý cô chú anh chị ha. Dạng túi tò te, mình chỉ cần lấy để đồ vào lấy ra thôi. Đây nó sẽ bên trong nó lót vải dập hiệu hãng nè. Nó có một ngăn có khóa kéo, những đồ vật trang sức gì đó, ngọc trai gì đó mình để vào trong ngăn này. Còn lại là tất cả để vào trong cái ngăn mà không có khóa kéo này, cầm bóc ra thôi. Rất là nhẹ nhàng, đơn giản ha. Độ mới tầm khoảng 75-80% thôi. Em bán giá tặng cho quý cô chú anh chị 100, lên giùm em mã 7039. 7039 100, da thật nha quý cô chú anh chị nha. Rồi em có một cái chiếc hàng thương hiệu Pierre Cardin.
độ mới tầm khoảng 75-80%. Bia cạch đinh vải phối với da màu hồng, bia cạch đinh nha. Rồi hàng bia cạch đinh túi này cái màu rất là xinh, ngang của nó là 25 và cao lên là 20 giùm em. Mình sẽ là sắp tay dây đôi, dây da luôn. Và có một cái dây đeo chéo. Nguyên bản của túi nó dập cái thương hiệu bia cạch đinh nè. Thương hiệu trên một cái khóa màu vàng đồng nha quý cô chú anh chị ha, bia cạch đinh. Rồi, ở đây tất cả những cái khoen khóa nó đều dập thương hiệu bia cạch đinh. Đây cái mới là ngăn hồi nãy em đưa ra phía sau. Đây mới là mặt trước của nó nha quý cô chú anh chị ha, bia cạch đinh Paris dập đinh cái miếng kim loại màu vàng đồng. Phía dưới đây là vải nè, đây là da nè. Da ở phía dưới đây là da luôn và nó có bốn cháu dập cái logo của hãng nè. Đây mình có bên trong lớp vải dập thương hiệu Pia Cartin. Ở phía sau nó lại có một cái ngăn y hệt nữa. Hàng gì nãy em tính đâu, đây là cái ngăn chính. A à, hò là ở phía trước đây, nó có cái thương hiệu chỗ này nha. Tất cả khoen khóa nó màu vàng đồng hết dùm em. Dập cái thương hiệu Pia Cartin dùm em luôn nè. Ngăn chính có khóa kéo. Bên trong có khá là nhiều ngăn. Lớp vải Pia Cartin. Ôi chiếc này đẹp quá, màu hồng. Màu hồng rất là đẹp luôn nha. Màu hồng xinh. Rồi em bán giá ngày hôm nay 330, lên giùm em mã là 7054. 330-7054. Rồi em có một cái đeo chéo nhỏ mini, khá là nhiều ngăn, màu đen cho các chị nè. 7054. Chiếc đeo chéo màu đen này là hàng thương hiệu của thương hiệu logo gì đó mà em không rõ nữa. Rồi ngang là 23, cao lên tầm khoảng 13 giùm em. Ở đây nó sẽ đính lên những cái hạt và nó làm cái quả tiết kẻ nè, rất là xinh. Đeo chéo, đeo vai, tùy mình tùy chỉnh nha quý cô chú anh chị ha. Dạng phơm hộp chữ nhật, nó đẹp quá. Ở phía sau đây nó có một ngăn có khóa kéo, bên trong lót dập hiệu hãng. Khá là nhiều ngăn nha. Ngăn ở ngoài đây nó lại có hai hệ thống khóa kéo và toàn bộ khóa kéo nó sẽ dập cái quả tiết logo của hãng này ha quý cô chú anh chị nha. Đó, bên trong có ngăn nhỏ nhỏ nữa. Trời, quá nhiều ngăn nha. Đây không phải là ngăn chính, ngăn chính của nó đây nè. À, quá trời ngăn luôn. Đựng khá là nhiều đồ nha, lót sạch đẹp. Rồi, chiếc này mình thích thì mình sẽ lên mã, chiếc này khá là fashion nè. Đựng cả thế giới cho em. Lên giùm em mã là 7031 330, 7031 330. Em có một cái chiếc tam nữ sử dụng được da mộc. Hàng của hình như chiếc này là của Monsac, thương hiệu của Ý. Monsac của Ý nha quý cô chú anh chị nha. Ngang của nó là phần miệng là tầm khoảng 26, phần đáy to hơn tí xíu khoảng 28, chiều cao lên là 22, các anh mình sử dụng được giùm em nha. Các chị các anh sử dụng được. Ở đây là phần khoen khóa nó màu vàng và nguyên cái miếng đồng khối như thế này. Trời, dây là dây zin của túi luôn, da là da mộc nha quý cô chú anh chị. Mình nhìn cái độ mới nè, ở đây nó có những cái chữ và thương hiệu của nó mon sắc ở đây. Nguyên một cái phần da mộc hết giùm em luôn. Độ mới khá là cao. Ở đây nó có một cái ngăn, bên trong lót vải kẻ sọc. Ngăn chính mình mở ra về giùm em nha. Đó. Rồi, bên trong dập cái thương hiệu mon sắc. Mon sắc thì chất da mình khỏi phải bàn rồi. Quá đẹp luôn, hàng thương hiệu mon sắc thì cứ yên tâm mà xài nha quý cô chú anh chị ha. Các anh mình không thể nào bỏ lỡ cái chiếc này đâu. Đẹp quá, nam nữ sử dụng được. Cái mẫu phơm khá là tiện dụng. Em bán 590, lên giùm em mã 7045. 590, mã 7045. 7045 giùm em nha. Rồi em có một cái ba lô màu xám ghi. Rồi ba lô màu xám ghi phơm có nó khá xinh nha. Ngang của phần miệng ba lô là tầm khoảng 26, phần đáy to hơn tí xíu là khoảng gần 30 và chiều cao lên là khoảng 31 giùm em nha. Cái ba lô có cái bụng to, nó đựng khá là nhiều đồ. Cái phần bụng chính là cái ngăn này đây. Bên trong lót là lót nhung. Rồi ở đây ngăn chính của mình đây. Nào, cái phần lót là lót nhung nha quý cô chú anh chị ha. Nó là cái màu xám ghi, độ mới khá là cao. Phía sau nó có ngăn nữa, khoen khóa mình trắng sáng bóng, phủ một lớp chống oxy hóa nè. Dây bản to cho nên các anh mình sử dụng được, da phối với vải bố giùm em nha. Đây khoen khóa nó màu trắng sáng bóng như vậy. Cái bản này thì các anh mình sử dụng được nè. Rồi chất da rất là mới, có cái bụng to.
Em bán giá là 590, lên giùm em mã 7043. 7043 590. 7043 590 giùm em nha. Rồi em qua một vài cái mẫu cặp nam. Rồi cặp nam em sẽ sale, giá sale cho quý cô chú anh chị nha. Một chiếc cặp form khá là to. Cặp này ngang của mình là khoảng 38, chiều cao lên là 30 giùm em nè. Mình xách tay như thế này, chất da, cái bản da nó dày như da voi. Nó đây là mặt trước của túi nè, nó sẽ làm những cái họa tiết đường chỉ. Trời ơi, cái bản dây của nó đây, nó dập cái thương hiệu Dutch. Thương hiệu này hình như của Đức á, Dutch. Nó sẽ là dây đeo chéo. Trời ơi, cái phần bản dây có một cái chỗ đệm vai. Đây mình xách ra ha. Ngăn một ngăn, ở đây nó một ngăn, ngăn nào cũng có khóa kéo hết. Và ngăn chính của nó đây, cái da nó rất là dày dặn luôn. Bên trong dập cái thương hiệu Dutch của Đức. Rồi, trời ơi, nó có một cái chỗ để mình đệm laptop nè, khá là xinh đẹp luôn. Một cái cặp laptop thương hiệu của Đức mà cái chất da quá dày, dày như da voi nha quý cô chú anh chị ha. Độ mới khá cao. Em bán 690, chiếc này em không sale, lên giùm em mã là 6489. Quá đẹp mà, 6489. Một cái cặp laptop màu nâu. Cặp laptop này ngang gọi là 37, chiều cao lên là 30. Rồi, màu nâu, chất da của nó khá là xinh, tất cả bề mặt xinh. Hàng SY, đây mà là mặt trước của túi ha. Hàng SY thương hiệu London. Đây nó có một ngăn, bên trong lót vải dập hiệu hãng. Và ngăn chính của nó đây, bên trong lót dập hiệu hãng, hàng SY của London nha. Thương hiệu khá là lớn nè. Mình xách tay như thế này, phía sau nó có ngăn nữa. Và dây của nó là dây nguyên bản dập thương hiệu SY của London. Có một cái chỗ đệm vai, là dây zin của túi luôn. SY này nha quý cô chú anh chị ha, dây zin của túi luôn. Rồi, chiếc này em đang bán 690, hôm nay 500, lên thì em mã 6478. 6478 500. Rồi em qua mã. Một cái cặp laptop dập vân rùa. Cặp laptop da bò dập vân rùa. Ngang của cặp laptop này là 37, chiều cao lên tầm khoảng 27 giùm em. Mình xách tay dây đôi, khoan khóa sáng bóng, dập thương hiệu chỗ này ha quý cô chú anh chị. Dập cái vân rùa khá là mới ở cả hai mặt luôn. Mình được tặng kèm một cái dây đeo chéo. Ngăn thì nó có một ngăn ở bên ngoài, còn lại là nó ngăn chính như thế này. Bên trong chia thành những cái ngăn có khóa kéo nhỏ lớn gì đó vân vân, rất là chiều. Thương hiệu của nó dập ở đây. Thương hiệu của nó là thương hiệu Italy. Đây, thương hiệu dập Italy nha quý cô chú anh chị nha. Rồi, da bò dập vân rùa khá là xinh. Em bán 790 hôm nay với mức giá 500 luôn, lên giùm em mã 6417 500. 6417 500. Rồi em qua mã. Một chiếc vừa đựng laptop được, vừa xách tay được, hàng da mộc nha, của Monsac thương hiệu Ý. Chiếc này mà các anh mình không lấy nữa thì mình lấy chiếc gì ha. Chất da quá đẹp, độ mới thì vẫn đảm bảo nó là da mộc, cho nên độ mới khoảng 75-80%. Da cực chất luôn. Ngang phần miệng khoảng 36, ngang phần đáy to hơn khoảng 38, chiều cao lên là 30 giùm em. Mình sẽ xách tay như thế này, hoặc là mình có dây đeo chéo là dây nguyên cái bản da cắt ra nha quý cô chú anh chị ha. Khoan khóa dây là dây tặng kèm, khoan khóa nó sáng bóng như thế này. Mình có thể xách tay. Đây mình mở ra, hàng mong sắt nha. Nó bên trong thường nó sẽ dập cái thương hiệu Monsac và lót của hàng Monsac Ý á, thì nó sẽ có lót kẻ sọc màu cam như thế này. Đó, hôm nay em hổng gà em về một vài cái túi Monsac thì da quá thì đẹp luôn, quá chất luôn, không có chỗ nào mà chê hết. Rồi, cái bụng to đựng được laptop cỡ nhỏ nhỏ nha các anh. Rồi, lên mã giùm em nè. Em đang bán 690, hôm nay 500 luôn đi, lên giùm em mã là 5928. 5928 500. Nếu mà mình muốn đựng một laptop cỡ nhỏ nhỏ thì có chiếc này và một chiếc cuối cùng ngày hôm nay. Một chiếc cỡ nhỏ mà cái dáng của nó quá đẹp. Cặp laptop cỡ nhỏ, chất da thật nha, ngang của nó là 37 luôn và cao lên tầm khoảng 27-28 giùm em. Xách tay như thế này, form dáng cực kỳ đẹp luôn. Có một cái dây đeo chéo, chắc là dây zin của túi quá. Dây vải có thể tăng đưa độ dài được.
đây thương hiệu nó dập ở đây mà cái chất da nó quá trời mới luôn nha. Đây nó có ngăn, ở phía sau nó có ngăn khóa kéo, thương hiệu nó dập trên cái khóa. Một ngăn chính có khóa kéo nha, bên trong có chỗ đệm laptop, có ngăn có khóa kéo, hàng thương hiệu của Bema gì đó, đọc không được, theo quý cô chú anh chị nha. Da quá đẹp luôn. Đó, mình nhìn cái foam giùm em nè. Chỉ có hàng si mình mới có những cái foam như thế này với mức giá vài trăm ngàn nha. Em đang bán 590 hôm nay với mức giá 450 cho quý cô chú anh chị, lên giùm em ở 5826 5826 450 5826 450 ngàn. Rồi, cái 450 ngàn cũng đã kết thúc danh sách sản phẩm ngày hôm nay. Mong rằng quý cô chú anh chị mình có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý ạ. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.